Miên của kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Tất cả diễn biến dịch COVID-19 ngày hôm nay sẽ được chúng tôi cập nhật đầy đủ, ngắn gọn trong nội dung của bản tin ngay sau đây. Chủ tịch nước, Thành phố Hồ Chí Minh không để khủng hoảng xảy ra kinh tế ảnh hưởng đến người dân. Bão số 7 sẽ về Hà Nội, tại tỉnh Yên Bái đã có 2 người bị lũ cuốn trôi. Hà Nội quyết định người về từ vùng dịch sẽ phải cách ly 7 ngày. Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường. Trang Khàn dọa đuổi Hồ Văn Cường ra khỏi nhà, em trai ca sĩ Phi Nhung lên tiếng. Sáng nay 11 tháng 10, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri với huyện Củ Chi. Ngoài Chủ tịch nước, tổ này còn có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi đã kiến nghị nhiều vấn đề sau khi Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Cử tri xã Nhật Đức kiến nghị Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh cần có nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động phục hồi sản xuất kinh doanh. Ông Lê Hữu Đức, cử tri thị trấn Củ Chi bày tỏ về chất lượng học tập của các em trong bối cảnh trường học chưa được mở cửa, hình thức học online của các cháu khó đảm bảo đầy đủ kiến thức như có thầy cô kèm cặp trực tiếp. Ông Đức nói đề nghị lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hơn đến việc bổ sung nguồn vaccine để có thể tiêm cho các em nhỏ sớm quay trở lại trường học. Chia sẻ với cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đối với 12 ý kiến kiến nghị từ cử tri, ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng ghi nhận đầy đủ để tập hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ trong kỳ họp sắp tới. Theo ông, những ý kiến của cử tri rất tâm huyết, cụ thể và trách nhiệm vì cái chung với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước. Không ai nói về vấn đề cá nhân, gia đình. Người đứng đầu nhà nước cũng ghi nhận những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện Củ Chi, không chỉ đưa huyện Củ Chi thành vùng xanh sớm mà còn giữ được tốc độ phát triển kinh tế khá so với mặt bằng chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị đông dân, là thành phố dịch vụ, nhưng với sự lây lan nhanh của đại dịch lần này, buộc thành phố phải tạm ngưng nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh để chống dịch. Do vậy tăng trưởng kinh tế thấp, riêng quý 3 tăng trưởng ở mức thấp nhất 35 năm đổi mới. Về định hướng cụ thể, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc góp ý huyện Củ Chi không nên chỉ sản xuất nông nghiệp theo phương pháp truyền thống như những nơi khác, cần nghiên cứu để tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi thế mạnh dựa trên thành tựu công nghệ. Theo hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tặng huyện Củ Chi các loại thuốc điều trị COVID-19, trang thiết bị y tế, vật tư y tế có giá trị gần 2 tỷ đồng. Từ ngày 13 tháng 10, xe khách liên tỉnh sẽ được chạy thí điểm tối thiểu 5% và tối đa 30% số chuyến trong ngày, hành khách ngồi giãn cách. Vài giờ sau khi Thủ tướng yêu cầu chậm nhất 3 ngày ban hành quy định mở lại vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc, tối ngày 10 tháng 10, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể quyết định thí điểm khôi phục xe khách liên tỉnh từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10. Cụ thể, với hành khách từ địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương có nguy cơ tương đương, hoạt động vận tải được tổ chức bình thường. Hành khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đầy đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh trong 6 tháng, có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong 72 giờ. Trường hợp không đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định thì phải có xét nghiệm PCR âm tính hoặc xét nghiệm nhanh âm tính. Nếu đi từ địa phương có nguy cơ bình thường đến địa phương có nguy cơ cao hơn, hành khách phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong 72 giờ trước khi lên ô tô, thực hiện biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế, không lên xe khi ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm tương tự hành khách khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy xét nghiệm. Lái xe, nhân viên phục vụ đến cơ sở y tế hoặc bến xe, trạm dừng nghỉ, chốt kiểm soát dịch để xét nghiệm trước khi tiếp tục hành trình. Lái xe, phụ xe được về nhà, tự theo dõi sức khỏe tại nhà cho đến chuyến tiếp theo. Nếu ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý. Trường hợp chuyến đi có hành khách lái xe, nhân viên phục vụ mắc COVID-19 thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. Địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú có trách nhiệm giám sát những người về theo quy định của Bộ Y tế và quy định cụ thể của từng địa phương, đảm bảo an toàn, tổ chức xét nghiệm vào ngày thứ 2 kể từ khi hành khách từ vùng dịch về đến nơi cư trú. Bến xe, trạm dừng nghỉ xây dựng kế hoạch đón trả hành khách đảm bảo an toàn, bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR, phòng cách ly tạm thời. Ông Bùi Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái thông tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, mưa lũ xảy ra nhiều trên địa bàn đã khiến hai người bị nước cuốn trôi mất tích vào ngày 10 và 11 tháng 10. Hai nạn nhân được xác định là cháu Thảo Anh Đê, 2 tuổi, ở thôn Suối Giao, xã Xà Hồ và anh Phàng AP, 28 tuổi, ở thôn Păng Dê, xã Bản Mù. Cả hai nạn nhân đều trú tại huyện Trạm Tấu. Cụ thể, vào chiều ngày 10 tháng 10, cháu Thảo Anh Đê được chị họ bế đi chơi.
Do đường trơn, người chị bị trượt tay làm cháu D rơi xuống suối tại thôn Suối Giao, xã Xà Hồ vào 14 giờ 40 phút. Còn anh P sáng nay 11 tháng 10 trên đường đi làm do mưa lũ, nước lên cao nên bị cuốn trôi tại ngầm suối Cang Chi Khúa, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ. Tính đến thời điểm này, chính quyền địa phương vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm hai nạn nhân bị nước cuốn trôi, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân tránh xa các khu vực nguy hiểm nơi có mực nước dâng cao. Trước đó, từ sáng ngày 10 tháng 10, một số nơi ở tỉnh Yên Bái có mưa to, đặc biệt một số xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu có mưa rất lớn như Tà Si Láng, Làng Nhì, Phình Hồ, Bản Mù. Ngày hôm nay, thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai tiêm vét mũi 2 phòng ngừa COVID-19 cho người dân. Để thực hiện kế hoạch này, ngành y tế tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị trên 500 đội tiêm và 80 đội thường trực cấp cứu sau tiêm. Rút kinh nghiệm từ chiến dịch tiêm chủng mũi 1, các địa phương phối hợp chuẩn bị hợp lý ở các điểm tiêm tránh tình trạng ùn tắc, đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Nhiều lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện cũng được huy động để hỗ trợ hướng dẫn, xử lý an ninh trật tự, giúp tổ công tác đạt hiệu quả tiêm cao nhất. Trong đợt tiêm mũi 2 diện rộng này, dự kiến có khoảng 933.000 mũi tiêm được thực hiện. Trong đợt tiêm chủng lần này, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 10 năm 2021, hướng tới mục tiêu 100% người dân được chỉ định tiêm hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 phòng COVID-19. Để phục vụ đợt tiêm chủng quy mô toàn tỉnh này, các địa phương của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục trưng dụng trường học làm điểm tiêm. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 ở trường tiểu học Hạ Long, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, những ngày này do ảnh hưởng của bão dẫn tới mưa to, gió lớn, nhưng hầu hết người dân đều tiêm chủng đúng giờ theo quy định. Lực lượng công an, dân quân, thanh niên hướng dẫn người dân đến tiêm chủng đảm bảo quy định. Cán bộ y tế địa phương cho biết, trong đợt tiêm chủng mũi 2 này, chúng tôi tạo mọi điều kiện cho người dân đến tiêm. Để tránh người dân không đến đúng giờ hoặc quên, chúng tôi tiếp tục dùng loa di động, đi vào từng ngõ, ngách để vận động người dân đi tiêm đúng khung giờ quy định. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, Hà Nội khai thác hai đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày cho mỗi đường bay. Ngoài các điều kiện chung với hành khách đi máy bay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội áp dụng biện pháp cách ly tập trung 7 ngày đối với khách đi máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nội Bài và lưu trú ở Hà Nội tại các khu cách ly hoặc khách sạn do Hà Nội công bố. Hành khách tự trả các chi phí cách ly và xét nghiệm. Sau thời gian cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Lý giải việc thực hiện cách ly tập trung 7 ngày đối với hành khách đi máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội và lưu trú tại địa bàn, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết: Thứ nhất, Hà Nội là thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Trên địa bàn có nhiều cơ quan trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, trụ sở nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đa quốc gia. Với vị trí quan trọng như vậy, việc bảo vệ an toàn thủ đô trước dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thứ hai, Hà Nội triển khai nghiêm túc theo thông báo số 263 ngày 8 tháng 10 năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành, các địa phương về triển khai khôi phục các đường bay nội địa. Thứ ba, thành phố vừa trải qua 3 đợt giãn cách xã hội, tuy đạt được một số kết quả ban đầu nhưng Hà Nội vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao. Trong thời gian qua, vẫn tiếp tục xuất hiện một số ca nhiễm cộng đồng và một số cơ sở y tế trung ương nằm trên địa bàn có nguồn lây từ các địa phương khác, vẫn còn các ca F0 xuất hiện trong cộng đồng. Vì thế, nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân, nhất là khi nguy cơ dịch bệnh còn cao như vậy, Hà Nội cần phải triển khai những biện pháp cao hơn các tỉnh, thành khác. Trước thực tế nguy cơ dịch còn hiện hữu rất cao, Hà Nội áp dụng biện pháp cách ly tập trung 7 ngày. Để chuẩn bị cho việc này, Hà Nội cũng đã giao cho các sở, ngành rà soát các nhiệm vụ, đảm bảo các điều kiện chu đáo phục vụ người dân cách ly tập trung. Sau thời gian thí điểm, tùy vào tình hình thực tế, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân khi tham gia các đường bay nội địa. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, tỉnh Tiền Giang sẽ cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở huyện Tân Phú Đông đi học trở lại. Nếu mọi việc thuận lợi, các địa phương khác cũng sẽ dần cho học sinh đến trường. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tại ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh để vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, để chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại. Việc mở cửa lại các trường học phải thật sự thận trọng và làm từng bước. Trước mắt, dự kiến huyện Tân Phú Đông mở cửa trường học cho học sinh khối 9 và khối 12 đi học trở lại từ ngày 11 tháng 10. Thầy cô và học sinh trên địa bàn huyện Tân Phú Đông sẽ thực hiện theo phương án một cung đường, hai điểm đến. Nếu thực hiện tốt với huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang sẽ triển khai những địa phương khác là vùng xanh, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng chủ yếu đối với khối 9, lớp 12 từ ngày 18 tháng 10. Dự kiến đối với khối lớp 6 và lớp 10 sẽ đến trường từ ngày 25 tháng 10, còn khối lớp 1, 2 và 5 sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Hai ngày vừa qua, ồn ào xung quanh chuyện cắt xê của Hồ Văn Cường lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng rơi sóng. Đêm ngày 9 tháng 10, Trang Khàn bất ngờ đến nhà riêng của dòng ca Bông Điên Điền và liên tục chất vấn Hồ Văn Cường có nhờ ai đòi tiền cắt xê hộ mình không.
Ngoài ra, Trang Khải còn dọa đuổi Hồ Văn Cường ra khỏi nhà Phi Nhung. Những người thân thiết của cố nghệ sĩ cũng cho rằng quán quân Việt Nam Idol Kids vong ơn bội nghĩa. Trước những ồn ào trên, em trai của Phi Nhung mới đây đã chính thức lên tiếng. Cụ thể anh cho biết tang lễ của chị gái ở Mỹ vẫn chưa được diễn ra, cho nên mong muốn mọi người hãy giữ bình tĩnh. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng được... Trước những ồn ào trên, em trai Phi Nhung chính thức lên tiếng. Cụ thể, anh cho biết tang lễ của chị gái ở Mỹ vẫn chưa được diễn ra, cho nên anh mong muốn mọi người hãy giữ bình tĩnh. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường dù gì cũng là đứa con được ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi và chăm sóc từ nhỏ. Đó cũng là cái duyên của đứa ca sĩ và chắc chắn không muốn các con mình tổn thương. Ngoài ra, liên quan đến ồn ào cắt rề, phía quản lý cũng đã lên tiếng và sớm sẽ có câu trả lời hợp tình hợp lý. Với tư cách là em trai của Phi Nhung, lời nói đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm lớn lao của cả nhà đã dành cho chị trong quá khứ, hiện tại và đến cả mai sau. Sau livestream ngày hôm qua giữa Trang Trần và Hồ Văn Cường, mình xin có đôi lời như sau. Thứ nhất, Cường được chị chăm sóc, dạy bảo từ những ngày có duyên gặp gỡ cho đến khi chị ốm mất. Đó là tình cảm, tình thương và lời hứa từ tâm của chị dành cho một người con. Nên rất mong mọi người khi nhắc tới chuyện này thì xin hãy nghĩ tới tâm tư, tình cảm của chị. Để quãng thời gian đó là quãng thời gian quý báu, ý nghĩa, chứ không phải là quãng thời gian để kể công. Chị sẽ đau lòng lắm, bởi dẫu con có làm mẹ đau buồn thì bất cứ người mẹ nào cũng không muốn con mình bị tổn thương bởi người khác. Thứ hai, dù gì chị cũng đã được đưa về Mỹ nhưng tang lễ chính thức của chị vẫn chưa diễn ra. Xin hãy bình tĩnh lại và cho chị được an lòng, yên tĩnh những ngày này. Chị vẫn luôn mong muốn các fan hâm mộ của chị bình tĩnh trước mọi sóng gió và chừng mực. Thứ ba, quản lý Diễm Phạm đã chính thức lên tiếng về trách nhiệm của mình. Cô đã khẳng định mọi chuyện tiền bạc của Cường đều do mình phụ trách, nên tất cả chúng ta hãy chờ quản lý giải quyết. Chị hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Sớm hay muộn thì cuối cùng cũng sẽ có lời giải đáp hợp tình hợp lý. Một lần nữa, xin cảm ơn và nén lại để chờ ngày tang lễ chính thức của chị được diễn ra. Thương chị, xin hãy nghĩ và hiểu cho chị. Hành động của cựu người mẫu Trang Trần cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến phản ánh tiêu cực của cộng đồng mạng. Đa phần ý kiến đều cho rằng Trang Trần dù sao cũng là người ngoài cuộc, không có quyền đến nhà tra khảo của Văn Cường. Vụ việc sẽ do phía gia đình ca sĩ Phi Nhung giải quyết, nhất là đang trong bối cảnh tang lễ cố ca sĩ sắp diễn ra. Thông tin nói trên đã khép lại nội dung về diễn biến dịch COVID-19 ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở nút subscribe ngay sau bản tin này. Hãy để lại những bình luận yêu thương để trở thành người đồng hành thực sự với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch.